bạn à, đây là con đường Lý Tự Trọng mà. Đường Lý Tự Trọng, cái ngõ ba này là ngõ ba là đường Nguyễn Thị Minh Khai rẽ phải nè. À, chiều hôm nay là ngày 1 tháng 9. Đi dò có con đường Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Đây con đường cắt ngang là đường Lê Lợi, đường Lê Lợi đây, đường Lý Tự Trọng. Đường này tiếp tục, đường này là đường Nguyễn Chí Thanh, đường cắt ngang là Nguyễn Chí Thanh đấy. Tôi đấy con đường Trần Phú nha. Tôi sẽ rẽ phải rồi tôi đi có công viên. Ê, tại nhà hành chính thành phố Đà Nẵng. Ê, đường Trần Phú tôi rẽ phải. Thank you.
nhà thờ con gà. Đường Trần Quốc Toản, rất ngon là Trần Quốc Toản. Tôi tiếp tục đi trên con đường Trần Phú nha. Tôi sẽ tới đường Nguyễn Văn Linh. Đường Thấp Phiên, rất ngon là đường Thấp Phiên. Đi trên con đường Trần Phú, rồi đường cắt ngang là Lê Đình, Lê Hồng Phạm. Hoàng Văn Thụ, Lê Đình, Lê Đình Dương.
quá đông luôn. Chắc biển nó rất là đông. Chuẩn bị ra biển rồi. Ra biển làm vài video và chia sẻ các bạn xem. Ở gấp chỗ này có một dự án nè, dự án tòa nhà có tăng nè, tòa nhà chắc là cái khách sạn có quá hả, nó bù nó biết gì. Đây là đường Võ Nguyên Giáp rồi. Tìm chỗ gửi xe nha, tìm chỗ gửi xe để ra biển làm vài video chia sẻ các bạn xem.
video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. Hẹn các bạn video sau. Rồi, xin chào.